Chào Linh Chu. Chào Hiền Nga. Hello. Các em xem video live stream này về tường giúp thầy nhá. Xong rồi tắt tất cả các bạn vào trong video live stream nhá. Chào Lương Vinh. Em nghe thấy ngon lành chưa? Nếu nghe ngon lành rồi là sửa xong lỗi rồi. Hello. Chào cả nhà. Các thanh niên đang theo dõi video livestream thầy tác giúp thầy tất cả các bạn của em vào trong video livestream nhá. Hello, chào cả nhà. Thầy cũng chẳng hiểu làm sao hôm nay nghe nhạc không lỗi mà làm bài lỗi, thầy cũng chẳng hiểu. Hello Nguyễn Thị Thu Thủy, chào em. Chắc tại thì nói to quá. À, bạn Linh Chu xe trong nhóm live viết vào chào meo meo. Hello, chào cả nhà. Chào mừng các em quay trở lại với buổi live stream cùng thầy Minh Mia Linh. Đấy, vừa nãy thì chúng ta bị lỗi một chút. Thì bây giờ thì đã ok rồi. Thầy đã sửa lại xong lỗi. Các em giúp thầy share video live stream lại về tường. Xong rồi là tag các bạn của các em vào trong video live stream là giúp thầy nhá. Rồi chúng mình bắt đầu học tiếp. Ok. Thứ bảy thi khảo sát hóa hả? Ok. Hello. Xin chào cả nhà. Chắc hôm nay Facebook chắc bị lỗi gì đó. Vừa nãy thầy tắt đi khởi động lại thì nó lại ok đúng không? Các em nghe thấy thầy nói rõ gì không? Các em có nghe thấy thầy nói gì không? Cả nhà có nghe thấy thầy nói gì không? Lương Vinh ơi, em inbox cho fanpage đi thì em sẽ nhận được thông báo. Em phải inbox cho fanpage của thầy ấy, thì em mới nhận được thông báo, chứ em không inbox cho fanpage thì em không nhận được thông báo đâu. Nha. Bạn Vinh inbox cho fanpage thầy là nhận được ngay thông báo mà. Dễ thôi mà. Đơn giản mà đúng không? Inbox cho fanpage của thầy là nhận được thông báo luôn. Nha, những bạn mà muốn nhận được thông báo, em nghe rõ không? Nghe rõ chấm cái nào. Nghe rõ chấm cái nào. Nghe rõ chấm cái rồi còn vào học nào. Hello, chào ở nhà. Chương 3 đây. Các thanh niên nào nghe rõ chấm cái để thầy biết nào. Thanh niên nào nghe rõ chấm cái để thầy biết với nào. Rồi mình bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Hello. Chào cả nhà. Các thanh niên sẵn sàng chưa? Các thanh niên nhà thầy Minh Mia Linh sẵn sàng chưa? Mình vào học nhá. Chấm mạnh mẽ vào. Đúng rồi, inbox trong trang em ạ. Chấm mạnh mẽ vào. Chiến thôi, chờ đợi gì nữa? Đúng không? Wow. Các em giúp thầy share video live stream này về tường nhá. Xong rồi tắt tất cả các bạn của em vào trong video live stream của thầy nhá. Sau đó mình bắt đầu nhá. Hello, chào Nguyễn Phương Thảo. Hello, chào tất cả các bạn và các em. Thầy Minh Mê Linh đây. Và hiện tại thì chúng ta sẽ cùng nhau live stream chiến tiếp. Như vừa nãy thì có một chút về lỗi kỹ thuật thì thầy đã khắc phục được rồi. Thì như thầy đã nói, chắc nãy các em hơi khó nghe. Thì hôm nay thì sẽ dạy chúng ta về chia dạng của amin. Trong chia dạng của amin thì có cái dạng đầu tiên là dạng tìm số đồng phân của amin đơn chức. Thì ngay lập tức ở trong quyển sách của thầy đã cho chúng ta các cái số lượng về đồng phân, tổng số đồng phân của C3, C4, C5, C7, bậc 1, bậc 2, bậc 3, đúng chưa? Và dĩ nhiên là không bao giờ có một mà dĩ nhiên là sẽ xảy ra có ba trường phái như sau. Trường phái thứ nhất là những cái bạn mà sẽ đi tìm theo kiểu là dùng công thức ấy, dùng công thức đi tìm đồng phân amin. Thì những cái bạn như vậy thì rất là gà, đúng chưa? Những vậy rất là gà, làm còn lâu mới ra được đáp án, cực kỳ lâu, được chưa? Những cái bạn thứ hai là đi thuộc là dẫn một điều gì nhầm. Hello, chào Nguyễn Thu Thủy, chúc mừng Thu Thủy sinh nhật nha. Xe lại một cái thì sinh nhật năm sau đón sinh nhật ở trên Hà Nội luôn đấy. Những bạn nào xe lại một cái thì sinh nhật năm sau đón là sinh nhật Hà Nội luôn. Nguyễn Thị Thu Thủy sinh nhật vui vẻ nhá. Năng xe năng like bài tập xe video live stream này nhá. Nào, trường phái thứ hai, trường phái đi học thuộc. Các em nhìn những cái số nó có giống nhau không? Những số này nó chẳng bao giờ giống nhau mà học thuộc đâu. Rất là khó học thuộc những số như này. Đúng chưa? Trường phái thứ tư là trường phái theo phương pháp của ông Minh Mê Linh. Trường phái thứ tư là trường phái theo phương pháp của ông Minh Mê Linh. Và bây giờ chúng ta cùng xem là trường phái của ông Minh Mê Linh như thế nào. Mà ông ấy làm được cái bài này hay thế. Đúng không? Thế bây giờ chúng ta cùng chú ý nhá. Cái chiêu này của thầy vẫn áp dụng cái chiêu skin mà thầy đã dạy các em.
Em muốn mua sách thì em inbox cho thầy nhá. Inbox cho thầy. Nào, trường phái ông Minh Mia Liên ơi. Đấy, tìm đồng phân amin. Tìm đồng phân amin, phương pháp tìm đồng phân amin siêu nhanh. Siêu tốc độ. Lưu ý nhá, đầu tiên này, chú ý cho thầy cái chiêu này. Chú ý cho thầy cái chiêu này, chiêu tàn độc sau. Đây, để đây cho dễ nhìn. Hello, chào Đỗ Nguyên, chúc Đỗ Nguyên sắp sinh nhật vui vẻ. Chỉ cần nhớ thầy điều sau này. Ôi sao mở nhỉ? Ba, bốn, năm, hai, bốn, tám. Ok chưa? Chỉ cần nhớ thầy cái chiêu là 3, 4, 5, 2, 4, 8. Được chưa? Và 0, 1, 2. Chỉ có 1, 1, 1. Học cái chiêu này xong mấy em nữa lên chùm lớp luôn. Học cái chiêu này của thầy Minh Milin xong mấy em nữa lên chùm lớp luôn. Cùng xem nhá. Cùng xem nó như thế nào mà lên được chùm lớp nhá. Bạn nào chưa biết chiêu này thì chấm cái, tí thầy hướng dẫn. Bạn nào chưa biết chiêu này thì chấm cái, tí thầy hướng dẫn. Xong rồi là inbox cho thầy ngay. Nào, ở đây mình có thì có ví dụ luôn này. Ví dụ số 1 này. C3 H9 N có bao nhiêu đồng phân? C3 H9 N có bao nhiêu đồng phân? Nào, được chưa? C3 H9 N có bao nhiêu đồng phân nhá. Thế bây giờ nhìn thầy làm này. Khi hỏi câu hỏi đồng phân này, mình xét đồng phân amin bậc 1. Đồng phân amin bậc 1. Lưu ý cho thầy, đồng phân amin bậc 1 thì nó có dạng gì? R1 NH2. Đúng chưa? Và do nó có dạng R1 NH2 nên ta sẽ chia sẻ cho nó về cái dạng như sau là C3 H7 NH2. Em nhìn kỹ chưa? C3 H7 NH2 nhá. C3 H7 NH2 này. Và do nó là C3 H7 NH2 nên tiếp tục thì có cái tiếp theo này. 3. Nhìn thấy 3 chưa? 3 carbon này. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Nhìn thấy chưa? 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy 3 này có 2. Vậy là 2 đồng phân bậc 1. Nhìn rõ chưa? 2 đồng phân amin bậc 1 nha. Làm cực kỳ nhanh luôn. Vậy suy ra C-bát 9 có 2 đồng phân amin bậc 1. Giờ sang bậc 2 này. Theo dõi kỹ bậc 2 này. Thanh niên nào chưa biết chấm cái xe về tường nhá. Thầy giảng cực kỳ chậm chúng ta hiểu nhá. Thanh niên nào chưa biết thì chấm cái xe lại về tường. Thầy nghe em tức giảng chúng ta hiểu luôn. Đúng chưa? Nào 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 nào, tiếp tục nào. Thầy thử các em thích rung. R1 NH R2. Nào, R1 NH R2. Thì mình có này. Chú ý này. R1 cộng R2 của thầy bằng mấy carbon? Bằng 3 này, nhìn thấy không? R1 cộng R2 bằng 3 carbon. Thanh niên nào chưa xe lại thật nhanh nhá. Riêng bài ngày hôm nay live stream xong thầy sẽ ẩn video live stream đi. Nên là những bạn nào mà chưa xe thì xe lại thật nhanh, không là thầy ẩn đi là biến mất đấy. Riêng bài này với chiêu tàn độc này live stream xong là thầy ẩn video live stream nhá. Thầy nói trước và kèm như vậy. Riêng bài này như vậy. Vậy thì có này. Chú ý cho thầy điều kiện là R1 phải lớn hơn bằng 1 và R2 phải lớn hơn bằng 1. Ok chưa? Và do R1 và R2 lớn bằng 1 nên mình có này. Anh này là có 1 cộng 2. Được chưa? Hết rồi. 2 cộng 1 trùng với 1 cộng 2. 2 cộng 1 thì trùng 1 cộng 2 nên vứt. Vậy ở đây thì có nhá. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 0, 1, 2 thì chỉ có đây này. 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1. Vậy anh này chỉ có 1, anh này chỉ có 1. 1 x 1 thì bằng 1. Ok chưa? Thầy có cho bài vào phần công bố nha, Đinh Chu nha. Vậy suy ra C3 có 1 đồng phân bậc 1, đồng phân bậc 2. 1 đồng phân bậc 2. Ok chưa? Tiếp tục nha. Bậc 3 nào. Bậc 3 có dạng như nào nào? R1
nhanh tay share video live stream về tường, tag tất cả các bạn vào trong video live stream nhá. R2 này, R3 này, đúng không? Đây là bậc 3 đúng không? Bậc 3 thì nó sẽ có là R1 cộng R2 cộng R3 bằng 3. Mà nó chỉ có một chiêu duy nhất là 1 cộng 1 cộng 1 bằng 3 thôi đúng không? 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1. Vậy 1 nhân 1 nhân 1 thì bằng 1. Vậy suy ra có 1 đồng phân amin bậc 3. 1 đồng phân amin bậc 3. Vậy suy ra mình có này, 2 bậc 1, 1 bậc 2 và 1 bậc 3. Vậy tổng cộng C39N có 4 đồng phân. Giải cực kỳ nhanh nhưng mà cực kỳ chậm luôn, cho các em cùng hiểu đỡ phải viết đồng phân. Đúng chưa? Các em hiểu chưa? Những thanh niên nào hiểu cái chiêu này rồi thì chấm cái để thầy biết nào. Những thanh niên nào hiểu cái chiêu này rồi thì chấm cái để thầy biết nào. Chấm nhanh, chấm mạnh mẽ vào xem nào. Chấm nhanh, chấm mạnh mẽ vào xem nào. Nghe rõ rồi thì chấm nhanh, chấm mạnh mẽ vào thầy xem nào. Khẩn trương nào. Khẩn trương, chấm nhanh, chấm mạnh mẽ vào nào. Ok chưa? Sẵn sàng chưa? Tiếp tục nhá. Tiếp tục nhá. Nào, ví dụ số 2. Đấy, ví dụ số 2, ví dụ số 2, ví dụ số 2. Ví dụ số 2 cùng comment đáp án thì xem nhá. Ví dụ số 2. C4H11N có bao nhiêu đồng phân? Nào cùng comment thật nhanh để xem nào. C4H11N có bao nhiêu đồng phân? Comment thật nhanh để xem nào. C4H11N có bao nhiêu đồng phân? Chữ ở nhỏ nhỉ. Đây thầy đang giảng kỹ đây Quân. Đang giảng đi giảng lại đây. Chưa hiểu C3 giờ sang C4 đây. Nào nhanh tay share video live stream này về tường, tag tất cả các bạn vào trong video live stream của mình nha. Khẩn trương, thanh niên nào chưa share thật nhanh nào. Thanh niên nào chưa share này thật nhanh thì share nào. C4H11N có bao nhiêu đồng phân? Sao chỗ này nó cứ tối tối nhỉ? Không hiểu. Sáng sáng chưa? C4H11N có bao nhiêu đồng phân à? C4H11N có bao nhiêu đồng phân? Nào, cùng comment đáp án này xem nào. C4H11N có bao nhiêu đồng phân? C4H11N có bao nhiêu đồng phân? Nào, cùng comment đáp án này xem nào. Cùng comment đáp án thì xem nào. Ok, 8 à, xem nào, để thầy chữa nhá. Sẵn sàng chưa thầy chữa nào? Thầy chữa cho phát xem này. Thầy vẫn giải chậm thôi, thầy vẫn giải chậm thôi, thầy vẫn giải chậm, chúng ta nhìn thôi. Bậc 1. Bậc 1 như các em biết là gì nhỉ? R1NH2. Lưu ý cho thầy, vừa nãy là thầy dạy là R1NH2 rồi, đúng không đây này? Vừa nãy thầy dạy R1NH2 rồi. Và chắc chắn bây giờ nó vẫn là R1NH2. Thì lưu ý cho thầy, bậc 1 bây giờ mình làm nhanh hơn là một số hạng. Bậc 1 là một số hạng. Bậc 1 nó là một số hạng, vậy thì ngay lập tức mình có luôn. Ngay lập tức mình có luôn là 4. Nào mình sử dụng cái chiêu đạt tàn độc của thầy. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy là 4 của mình thì nó 4. Vậy suy ra C4H11N có 4 đồng phân bậc 1. Ok chưa? Ok chưa? Bậc 2 nhá, bậc 2 nhá, bậc 2 nhá.
Bậc 2 nhá. Bậc 2. Bậc 2 thì mình sẽ có là 2 số ạ. 2 số ạ. Bậc 2 tương đương với 2 số ạ. Thế bậc 2 mà tương đương với 2 số ạ thì thế nào? Bậc 2 mà tương đương với 2 số ạ thế nào? Thì sẽ có này, cộng với nhau bằng 4. Vậy mình được 1 cộng 3. Ok chưa? 2 cộng 2. Ok chưa? 1 cộng 3 này, 2 cộng 2 này, mình đếm này, 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy 3 mình có 2. 0, 1, 2 thì mình chỉ có 1, 1, 1 thôi. 0, 1, 2 chỉ có 1 thôi nhá. Vậy là 1, 1, 1. Dưới cộng trên phải nhân. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 2 cộng 1 bằng 3. Vậy là 3 đồng phân bậc 2. Ok chưa? Hiểu chưa cả nhà? 3 đồng phân bậc 2 nhá. Bậc 3 nào. Bậc 3 này. Thầy giải này để sau này đi thi chẳng may đề bài có hỏi là C4H11N có bao nhiêu đồng phân bậc 1, bao nhiêu đồng phân bậc 2, bao nhiêu đồng phân bậc 3 thì các em cũng biết được mà làm. Được chưa? Bậc 3 thì tương ứng bậc 1 là 1 số hạng, bậc 2 2 số hạng. Vậy bậc 3 là mấy số hạng các em? Bậc 3 là mấy số hạng nhỉ? Bậc 3 là mấy số hạng nhỉ? Là 3 số hạng. Bậc 3 là 3 số hạng. À, với bậc 3 là 3 số hạng, vậy thì sẽ phân tích thành là 1 cộng 1 cộng 2 hết rồi. 0 1 2 thì chỉ có 1 1 1 1 nhân 1 nhân 1 bằng 1. Vậy là 1 đồng phân bậc 3. Vậy cộng tổng lại, vậy cộng tổng lại. Mình có này, 4 cộng 3 cộng 1 thì bằng 8 đồng phân. Suy ra anh C4H11N có 8 đồng phân các em nhé. C4H11N có 8 đồng phân. Ok chưa? C4H11N có 8 đồng phân. Rất là dễ thôi. Nào, bây giờ mình sang cái khó hơn một chút xíu nữa. Được chưa? 3 cộng 1 trùng đấy, vừa nãy thầy giảng Quang Hiếu. 3 cộng 1 bị trùng. Ví dụ số 3 cũng là ví dụ cuối cùng về tìm đồng phân siêu nhanh của Amin. Là C5H13N có bao nhiêu đồng phân Amin? Có bao nhiêu đồng phân Amin? Nào, C5H13N có bao nhiêu đồng phân Amin? Comment lại thật nhanh nhá. Tí live stream xong là thầy ẩn video live stream đấy đấy. Tí live stream xong là thầy ẩn video live stream đi. Thế nên là những bạn nào mà ngay lập tức là nhớ phải comment thật ngay và share lại video live stream về tường. Không tí nữa thầy ẩn là mất tích và mất hút luôn. Tí nữa thầy ẩn video live stream đi là mất tích và mất hút luôn, là không xem được đâu nhá. Nên là thanh niên nào mà chưa share thì share thật nhanh. Thanh niên nào chưa share thông báo lần cuối. Thanh niên nào chưa share thì share thật nhanh. Dùng cho tất cả. Tất cả các skin này dùng cho tất cả. 3 cộng 1 giống 1 cộng 3, đúng rồi, chào Nguyễn Mạnh Trường. Hello cả nhà, sẵn sàng chưa? Nào, 13 nào. C5H13 có bao nhiêu đồng phân Amin? Cùng comment xuống dưới này xem nào. Bạn Thu Giang comment nhanh nhất, Nguyễn Mạnh Trường, hello chào em. Nào khẩn trương nào. Hello, chào Nguyễn Mạnh Trường, chào Thu Giang. Chào tất cả nhà. Hello, chào tất cả các bạn và các em. Nào các em cùng nhanh tay comment cho thầy xem nào. C5H13N có bao nhiêu đồng phân? Cần ngoác, nhanh thế. Nhanh thật, nào tiếp tục nhá. Cùng nhau thầy làm nhá. Nhìn này, đầu tiên là bậc 1. Bậc 1 thì ta chỉ có một số hạng thôi. Vậy là 5. Mình có 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy là 3 của thầy có 2, 4 thầy có 4 và 5 của thầy có 8. 5 có 8 đồng phân. Ok chưa? Tiếp tục nhá. Bậc 2. Bậc 2 này là 2 số hạng đúng không? 1 cộng 4, 2 cộng 3. 3 cộng 2 trùng và 4 cộng 1 trùng. Vậy là thầy sẽ được là gì nhỉ? 3, 4, 5, 2, 4, 8. Đúng không? Vậy là 0, 1, 2 của thầy thì có mấy? Nào, 3, 4, 5, 2, 4, 8. 0, 1, 2 của thầy chỉ có. Đây, 3 của thầy có 2, 4 thầy có 4. 1 có 1 và 2 có 1. 1 x 4 thì bằng 4. 1 x 2 thì bằng 2. Đúng chưa? 4 cộng 2 thì bằng 6. Ok chưa? Nhìn kỹ chưa? Vậy anh này có 6 đồng phân Amin bậc 2. Sang bậc 3 nhá. Sang bậc 3 nhá, sang bậc 3 xem nào. Sang bậc 3 xem nào. Bậc 3 thì có mấy nào? Bậc 3 thì mình có là 1 cộng 1 cộng 3 và 2 cộng 2 cộng 1 đúng không? 2 cộng 2 cộng 1. Vậy là 1 của thầy chỉ có 1, 1, 3 của thầy thì có 2,
2 chỉ có 1, 1, 1, đúng không? 1 x 1 x 2 thì bằng 2. 1 x 1 x 1 thì bằng 1. 2 cộng 1 thì bằng 3. Được chưa? Vậy này, C5H13N này, 8 đồng phân amin bậc 1, 6 đồng phân amin bậc 2 và 3 đồng phân amin bậc 3. Vậy tổng cộng nó có 8 cộng 6 cộng 3 bằng 17 đồng phân amin. Chúc mừng tất cả các bạn đã comment đúng là 17 đồng phân amin. Nha. Dễ chưa? Các em hiểu chưa? Các thanh niên nào hiểu thì chấm cái để thầy biết nào. Các thanh niên nào hiểu thì chấm cái để thầy biết nào. Vui không? Hạnh phúc không? Xe lại về tường nhá, chấm cái xong xe lại thật nhanh về tường để cho các bạn cùng biết nhá, không mai vẫn nó lên bảng giải chúng nó lại bảo mình ngu. Mặc dù là mình rất là khổ, đúng không? Ok. Tiếp tục không? Tiếp tục chiến tiếp nào. Mình thầy còn một cái ví dụ 4 nữa. Cái ví dụ 4 này cũng rất rất nhiều bạn bị sai. Ví dụ số 4. Ví dụ số 4. Ví dụ số 4. Ví dụ số 4 rất rất nhiều bạn bị sai. Sai ở đâu? Bây giờ thầy hỏi một câu hỏi. C7H9N có bao nhiêu đồng phân amin mà chứa vòng benzen? Lưu ý nha. C7H9N có bao nhiêu đồng phân amin mà nó chứa vòng benzen? Bây giờ câu hỏi được lên một level khác là bao nhiêu đồng phân amin mà chứa vòng benzen. Đấy, xem các em có nắm được không. Thế bây giờ thầy chữa này. Hiếu phải no mà. No mà, nhìn thấy AVA là đã biết là